Đó Long An kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì bữa qua giờ 2 ngày mình làm được có mớ 7 rắn mối nha. Hôm nay mình đi đặt ha. 2 4 6 8 10 11, dưới đây 12 cái nữa nè. 4 8 12 cái nha. Mình bắt được mớ dế điểm hôm nè. Lớp gà dịch bệnh á nên là mình không có đi mua được, mà mua cũng chưa chắc gì có ai bán. Cho nên là mình bắt dế nha, bắt chiếc cơm. Đừng có nhảy nha chú. Đây, bắt cả buổi tối chắc có 2 tiếng đồng hồ mới được nhiêu dế đây. Giờ mình bỏ vô mỗi cái 7 một con nha. Đừng cho nắng nó chết. Là mình đi đặt thôi nha. Thì bây giờ là cũng hơn 8 giờ rồi, chắc mình đặt hơi trễ. Còn cái 7 này là hôm qua chạy được con. Đó. Hồi đổ con dế ăn viên con gắn mối này ra cho rắn ăn. Rồi mình đem cái 7 này đi đặt luôn. Giờ thì mình vô mồi tặng mình đi đặt thôi nha. Rồi vô dế. Đấy, 7 mình thì sẵn vậy rồi nè. Mấy con dế này nó nhanh thiệt. Khó kiếm dế đồng mà dế cơm khó kiếm nha. Đó. Rồi mình bỏ vô cái 7 một con vậy thôi. Đây thì cái nắp để mình gỡ ra. Đó. Nhưng mà mình khi nào có dính rắn mình mới đổ vào đường này nha. Còn cái đuôi này để nắm gị cái nắp này ra. Mình vô mồi đi đặt lẹ nha. Trời, chưa gì hết có thành quả rồi, được em nhái sao vô đây. Nằm trên đó nữa chứ, nằm cái bẫy thứ hai nằm dưới lên nữa chứ. Mấy dế cơm bự không nha. Chị hai ơi, chỉ nó ngáo xì ke luôn, nó mới chịu chín. Ngáo luôn rồi. Ok, cái thứ hai, bẫy này bẫy cũ mình sửa lại làm hôm mới, đít mới vô mày. Ok, cái thứ ba nha, vô cái dính con nhái mình không có, đừng có mở hôm này ra nha, mở hôm này ra dí nó nhão hôm. Đây, mở cái con còng dây khóa móc, nắm cái nắp chủ ra, dính con ấy cũng vậy, dính con rắn mối cũng vậy luôn nha. Đó, thì bây giờ mình vô hết dế là mình đi đặt cả nha. Rồi hôm nay mình sẽ đặt khu vực này nha. Thì giờ sáng giờ mình đoạn việc á nên giờ hơi trễ rồi. Rồi vậy rắn của cha mình đặt. Đưa cái hông ra ngoài, chó bươi đưa hông ra ngoài để hồi nói mình cho mình đặt khu này nha. Đó, tuyệt vời không. Giờ mình đặt, mình sẽ làm dấu ở ngoài này. À, quên giới thiệu nhà nữa, đây là cái túi đồ của mình nè, túi 7 không á, còn cái đây cái móc trong mình ở ngoài này, mình sẽ móc đưa vô trong này đó, rồi mình đi tế tục rồi thôi, đơn giản thôi nha. Nhưng mà khúc đầu dạng mình chưa đặt, để xích nữa tí nữa mình đặt. Cái nào mát mát mình đặt nha. Rồi, mình sẽ đặt đây cái đi. Cái này cũng lý tưởng đó nha. Sợ nó bị cắn hôm thôi. Đặt sao mà lọt cái cây móc cho giống luôn, cái này ngon. Cái này leo vô không được, leo vô được, đặt ngon lắm nha. Để mình sửa lại để nắng chết con dế. Đó, ok, một cái. Rồi, giờ mình đi đặt nha. Chờ thành quả. Cũng đã đặt xong cái cuối cùng ngay đây luôn nha. Đó. Thì tập tính của con rắn mối thì như mấy clip trước mình đã chia sẻ, thì nó sáng ngày từ 6-7 giờ thì nó ra nó kiếm ăn, ăn xong nó nằm phơi nắng, cỡ 9-10 giờ thì là bắt đầu nó trốn, nắng quá nó trốn nha. Do tại vì con rắn mối là con bò sáp, nó máu lạnh á, cho nên nó phải phơi nắng vậy đó. Rồi xong tới chiều khoảng cỡ 2 giờ 3 giờ thì nó ra, nó ăn cử nữa rồi bắt đầu nó trốn vô nó ngủ nha. Mình dựa theo tập tính đó thì mình bỏ những con
dế nè, con gián á, tiểu cường á, rồi những con nhỏ nhỏ để nhúc nhích như trùng chuồn gì bỏ vô trong bẫy thì cũng vẫn dính nha. Còn cái lưới này mình làm lưới 4 ly nên là dế mà anh em câu loại lựa bự bự á, chứ dế nhỏ chui ra được nha. Tại này là có một loại, loại này nhỏ nhất rồi. Rồi thì bây giờ mình đi vòng ngược kéo ra mình xem thành quả rồi có gì chơi nha nha. Thường thường thì mình đi sao đặt xong rồi mình quay lại thì sẽ dính ngay. Rồi bây giờ mình đi ra đây. Khu này hồi nãy mình thấy rắn mối nhiều hơn khu ngoài nữa. Nhưng mà mình hết mồi rồi. Đây nè, nhà thấy không? Em nó nè, nghe đây nè. Đó. Nghe tay mình chỉ thấy không? Ở ngoài thì mình chỉ gì không ngay nhưng mà trong điện thoại mình chỉ nó ngay không? Trời, dạng thấy sợ. Ồ chạy nữa nè. Nhỏ. Kìa. Kìa cả nhà thấy không? Để mình tắt mình. Thấy mình rồi. Nhưng mà con dế nó chạy nó sẽ lên đông thôi. Trong vườn này mình đặt 4 cái nha. Đó, đây đây nè. Cái kim đường vô rồi, à, vô. Chui ốc rồi mày hả cơ bưởi, mày hả bưởi. Rồi xong em nghĩ ra rồi em. Em ra đường nào. Ê, mày bị bắt rồi, mày bị lừa rồi. Đây nha. Có em đó kìa. Đó, tung tăng mày hả bưởi. Con này hơi bị bự nha, đó. Thôi, để đây luôn đi, chút nữa mình quay lại mình coi nó có vô thêm con nào nữa không nha. Tại vì con rắn mối nó thường thường nó sẽ tranh nhau nó vô. Tranh nhau nó kiếm chỗ nó ăn, kiếm ăn này kia. Nó sẽ tranh nhau có khi vô cao hơn một cái, hai con hoặc ba con luôn. Bẫy mình bẫy lớn mà. Ừ. Nhà thấy không? Rồi, giờ đi dài dài về nha. Quay cho nhà, có gặp mấy trường hợp vậy quay cho nhà xem. Chưa gì hết, dính nhóc hết trơn cả nhà. Đây con nữa nè. Vô nữa không? Chưa gì hết, vô con nữa cả nhà. Cái thứ hai, cái kế bên cái nãy luôn. Đó, vô đó, đó. Nó còn chạy nhúc nhích đó. Giờ mình hết mồi rồi, không có đặt lại luôn. Chắc nữa tí nữa, cỡ 15 phút, nửa tiếng nữa mình đi gom bẫy về luôn chứ. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đó, được con nữa đó. Dễ ăn quá nhà ơi. Bà mình mới điện gì không biết nữa để mình đi về. Về chút nữa 15 phút hay nửa tiếng gì ra thu bẫy. Cái đầu này chưa chạy. Cái ngoài đầu này chưa chạy nha. Còn dế nữa. Để mình về xích xuống dưới đây nè. Đây mới ngon rồi. Đúng rồi, đúng ngay đó đó. Công an xin chào các bạn nha. Thì trưa nay mình với có anh đại đế, anh bảy gỡ với anh Hồ. Rồi, anh mấy anh em đi thăm bảy nha. Nè, anh móc ra luôn đi. Tới chỗ em chỉ cho, đó ngay đó. Cái đầu tiên thì chạy rồi nha. Nằm trong gào nên là mấy anh em phải vô cái nào cũng có. Hết bài. Móc lại cái đi nó cái hôm nó không bung. À còn hết biết luôn anh Hồ. Lượm một cái, một con đầu tiên nha. Gom mấy gì luôn hả? Gom về luôn đi, hết mồi rồi. Lượm đi hồi bỏ vô tụng nè. Này chắc hồi mình vô mình nướng luôn á. Cái này trớt gì nên rỡ. Cái này trớt còn dế. À, tiếp theo sẽ tới đây. Rồi cái này chết luôn ta. Nắng quá vậy anh Hồ. Có anh rỡ. Con dế đã mất tiêu luôn rồi trời. Là còn dế. Còn dế là cơ hội dính còn cao. À, tiếp tục nha. Rồi tiếp tục cái thứ tư.
qua cái này tới nịnh được. Đây nè, đây nè. Trời ơi nắng gì. Nắng quá. Cái dính được con đó nha. Nãy giờ thăm được mấy cái nữa mà không dính con nào hết. Con nào mới mập sao. Giờ vô mình nướng nó luôn á. Luôn không? Nướng nó luôn đi. Lát nữa mình nướng tại chỗ luôn đi. Vô trong cái bờ nghe cái chòi đó có cái nên vậy. Với cặp mé bên đây. Dính không anh Hồng? Nghe cái chòi, cặp mé chòi có dính con cái kìa. Chắc trớt quá. Không ginh ra luôn. Đây đây được con nè. Chắc đem mấy cái đẩy nó không chạy rồi bỏ đây nè. Trời con này nó bự nè anh Hồng. Trời ơi. Dế chắc thôi. Bỏ mẹ ra đi. Ừ ha. Sáng vô gọn quá giờ sao nó lùng phồng lùng thềm quá. Anh cầm cái đó đi. Sáng cái bờ này chạy nhiều lắm nè anh gọi. Chạy không đi hơn không? Em thằng nữa nha. Trời, mấy con này nó đã anh gọi ơi. Lắm nữa hả? Sao có con không ta? Chắc hết dế rồi nó không? Con này chập bá luôn. Hình như còn cái nữa hay gì à? Hết rồi ta. Không nhớ luôn. Hình như còn cái nữa. Đây đây cái nữa nha. Rồi rồi lụm luôn. Đem vô đây có lý à. Được mấy con ta? 5-6 con nha. Nhờ ginh như ở trong luôn chứ. Ý, vậy là được 6 con. Hết rồi phải không? 6 con nào còn sống á. Dế nào còn sống mình đặt lại. Mấy này mình thăm được 6 con nha. Giờ để coi nướng luôn không hay là chiều. Chiều tính. Chiều tính đó ha. 6 6 con nha. Rồi còn 3 cái bẫy còn dế mình đem đặt khúc này lại nha. Rồi tạm ngưng video đây nha cả nhà. Giờ mình với ông anh mình đi về luôn cả nhà ơi. Chia tay anh Hồ. Giờ chia tay luôn anh đỡ còn mới cái rắn này mình rộng lên nha. Nhưng mà anh đặt thêm cử nữa coi có thì phần món ngoài bờ luôn, phần món nhân giả luôn nha nha. Rồi chào tạm biệt khán giả nha. Hẹn gặp lại bạn clip sau. Bye bye cả anh gỡ ơi. Bye bye cả nhà.